Hồng Vân và Quỳnh Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình. Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Bây giờ thì Hồng Vân và Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. The Great Wave. Toshiba. Nghe cái cách bạn nói chuyện em thấy bạn cá tính không? Vâng. Đi phượt một mình. Em chỉ sợ là cá tính hơn em. Thì em mong là sau khi mà hai người mở chiếc cái xe hoa kia lên thì có thể tiến sâu hơn với nhau. Và em mong là sẽ được ăn kẹo của anh Đạt sớm vì em đợi ngày này lâu lắm rồi. Anh thấy là anh phù hợp ở ngoài Bắc hơn. Nhưng mà em cảm thấy mình sống happy hơn, vui vẻ và tận hưởng hơn khi mình ở đây. Xin mời nhà gái. Mời đi cưng. Mời nhà trai. Rồi chàng trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Mình giới thiệu đi nào. Xin chào anh bạn nam cùng chơi với em hôm nay. Xin chào hai MC và các quý vị khán giả. Em là Vũ Thị Loan, 29 tuổi, đến từ Quỳnh Lưu, Nghệ An và hiện đang làm việc ở một công ty về thực phẩm. Em sống ở Tân Phú. Ở Tân Phú và làm việc ở quận 3. Bạn nam có nghe rõ không ạ? Em nghe rõ rồi ạ. À, thế là thuộc lý lịch rồi nhá. Thưa vâng. Rồi, mình giới thiệu cho mình kia nghe luôn đi em. Em tên là Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1987, ở tại Hà Nam. Khi học tập và lập nghiệp thì tại Hà Nội. Em làm công việc gì? Hiện tại thì em có mở một cái salon cắt tóc nam.vn và quản lý hệ thống đấy thì được 10 năm nay rồi. Ồ, giỏi nha. Đây là lần thứ tư chương trình gửi 10 lời tham gia cho em. Năm 2017 thì chương trình có mời em đi 3 lần nhưng lúc đó thì em chuyển công tác ra Hà Nội sống, mới trở lại thành phố Hồ Chí Minh được nửa năm nay. Có nghĩa là chương trình mời chứ em đăng ký chứ. Em đăng ký chứ đúng không? Dạ vâng. Và đây là lần thứ ba rồi. Thứ tư. Ồ. Ba lần trước thì không có tham gia. Ồ, vậy là định mệnh rồi. Vậy là duyên đấy. Định mệnh. Không phải là duyên luôn, Linh ơi, định mệnh luôn. Định mệnh luôn. Ừ, còn bạn nam thì sao? Có phải là lần thứ tư không? Em thì là lần đầu tiên đăng ký tham gia chương trình. Tại vì là cũng đến tuổi lập gia đình. Xong là cứ xem cái chương trình trên YouTube thấy hay quá. Mình bảo là thôi, có khi là mình đăng ký để tham gia chương trình. Mời nhà gái giới thiệu về ưu khuyết điểm của mình. Em là một người rất là năng động và nhiều năng lượng, luôn tìm tòi sự mới mẻ và làm cho bản thân có nhiều trải nghiệm hơn và tiến bộ hơn ấy. Còn về nhược điểm thì em khá là tập trung trong công việc. Khi mà đói hay là buồn ngủ thì em dễ cáu gắt với người khác. Nếu mà có điều gì đấy mà xảy ra không đúng thì em dễ thể hiện cái sự nóng nảy. Còn một điểm nữa là cái liên quan đến sở thích của em. Em là một người thích du lịch bụi. Đi phượt đó phải không? Vâng, em đi khắp tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam với xe máy một mình và đi sang Campuchia. Và tức là cái sở thích của em là được đi tới nhiều nơi và khám phá. Em dám đi phượt mà một mình á. Vâng, và em đi giữa Hà Nội và Sài Gòn bằng xe máy 3 lần rồi. 3 lần luôn? Wow, bạn này cá tính quá. 2014, 2017 và 2020. Wow. Mời nhà trai, ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Từ ngày sinh viên ấy, thì em có một cái sở trường rất đặc biệt là em viết kịch bản game show. Thiên về nghệ thuật rồi đó. Dạ vâng ạ. Em học là học quản lý văn hóa nghệ thuật của Đại học Văn hóa Hà Nội. Có nghĩa là em học cũng về nghệ thuật nhưng bên em học là để có thể là quản lý chứ không phải học để biểu diễn. Rồi, em hiểu rồi. Học quản lý văn hóa nghệ thuật. Dạ vâng. Thì em có khuyết điểm gì không? Người ngoài Bắc thì người ta nói là con trai thì hơi gia trưởng. Thì em là trong cái không phải là gia trưởng mà em kỹ tính. Và người nào mà làm không được có gọn gàng sạch sẽ thì mình luôn nhắc nhở người ta làm theo để giống mình. Với cái nghề của em phải chỉnh chu ha, phải kỹ càng, phải gọn ghẽ, sạch sẽ. Em có mấy mối tình rồi em trai? Có 3 mối tình chính thức. Vâng. Mối tình dài nhất là bao lâu? Kéo dài tầm gần 2 năm ạ. 2 năm, mối tình thấp ít nhất là bao nhiêu lâu? Là mối tình thời sinh viên có 6 tháng đấy ạ. Những cái lần chia tay đó mình thiếu sót những gì? Có nghĩa là cái thời điểm quyết định thì mình không có quyết đoán, còn đắn đo. Còn gì tính thiếu quyết đoán trong tình yêu? Còn mình thì sao em? Mấy mối tình rồi? Em chưa có một mối tình nào cả. Em chưa có một mối tình nào cả. Thiệt không vậy? Trời ơi! Lý do là em tập trung vào công việc và em không có nhu cầu có bạn trai.
không có nhu cầu của bạn trai. Em thích rất nhiều người, gần như là lúc nào em cũng thích một ai đấy. Và cũng có khá nhiều người thích em. Nhưng em có quan điểm như thế này là yêu nhau á, em rất là sợ cái người, một trong hai người bị chịu đựng một cái sự tổn thương nào đó. Nếu vậy thì ngày hôm nay khi mà em tham gia Bạn Muốn Hẹn Hò là em đã chuẩn bị cho cái việc là em sẵn sàng có bạn trai chưa? Em mong muốn điều này từ năm 2017. Có nghĩa là mình không còn muốn đi du lịch một mình nữa đúng không? Vâng, thực sự bây giờ nếu mà có anh bạn đi cùng thì quá tuyệt vời. Quá vui đúng em, không? Em không muốn đi một mình nữa. Chứ mình 29 tuổi là đến cái tuổi mình không thể một mình được nữa rồi. Vâng. Nghe. Chào chị. Chào em. Trời ơi. Em quen ấy ha. Em với chị Vân thì gặp nhau cũng khoảng 2-3 lần. Có chương trình Xuân Phát Tài. Đó đúng và rồi. Em đó. Cũng làm tóc cho các nghệ sĩ ở trong đó. Wow. Đúng rồi đó, bởi vì chị nói chị nhìn em là chị thấy quen quen. Mà em thấy cái bạn bên đây nghe cái cách bạn nói chuyện em thấy bạn cá tính không? Đi phượt một mình. Em chỉ sợ là cá tính hơn em. Đó, nhưng mà có thể em đây là một cái chất xúc tác để em có thể viết được những cái kịch bản hoặc là những cái idea mới á. Bạn trai có thích du lịch giống như bạn gái bên kia không? Em thì có sở thích là du lịch, mua sắm và ẩm thực. Đó, cũng thích du lịch nữa. Thích thì du đó. Lịch nhưng em không có du lịch phượt như vậy. Thế em mong muốn cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào? Thứ nhất là họ biết đối nhân xử thế. Ngoại hình thì em muốn sao? Em muốn một người phụ nữ ưa nhìn, làm sao tương đồng với cả bản thân em. À, cho tôi xem mắt đàn gái cái nào. Em chào anh Linh. Ôi, chào em gái. Dễ thương, xinh. Nhìn em bạn muốn... này á, cái dáng bạn như là người mẫu đấy. Em cao mét bao nhiêu vậy? 1m69,75cm. 1m69,75cm, tức là 1m7 rồi đó. Tốt rồi đấy. Em muốn có một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Về tính cách là một con người sống cởi mở và có tấm lòng với tất cả mọi người, không có ích kỷ. Phải có sự chủ động nhất định trong mối quan hệ với phụ nữ. Chủ động, cái điều mà ông luôn luôn ông khuyến khích các bạn đúng nam rồi. Đó. Yeah. Bây giờ em nói những điều đó thì anh thấy chàng trai bên đây có đó. Anh ấy giao tiếp tốt nè, chủ động nè. Nói chung con người cầu tiến và có khả năng phát triển kinh tế rất là tốt. Thôi bây giờ ta hỏi ý kiến người thân, sau đó thì mình sẽ cho hai bạn cho gặp các bạn gặp nhau đi. Em đi với ai vậy? Em đi với cậu ruột của em, anh trai và bạn. À, xin mời nhà gái ạ. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Xin chia sẻ thêm là không những chỉ là Loan đã đi xe máy từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh mà, và việc Loan đi như vậy không phải là để đi chơi nó một cách vô bổ, là để khám phá đất nước Việt Nam như Loan lúc nãy nói, rồi là đi giúp đỡ những người khó khăn, rồi những hoàn cảnh như thế nào. Và đó là lý do Loan đã hơn 20 lần hiến máu nhân đạo. Đó là một hành động rất đáng quý của người trẻ. Và gần đây nhất thì Loan đã đăng ký với Bệnh viện Chợ Rẫy để hiến tạng. Tôi rất là trân trọng và luôn khích lệ cháu, và đó là cái điều tự hào của cháu đối với tôi. Thì tôi thấy giữa bạn Tiến Đạt và Loan đã có những chia sẻ và có những cái mà nó gọi là đồng thuận, có thể là bù đắp cho nhau. Thì hy vọng là các bạn cùng có những cái bước tìm hiểu kỹ hơn, dẫn dắt nhau đến bến bờ hạnh phúc. Cảm ơn cậu. Bạn đi với ai? Em đi với cả rất nhiều người thân. Có chị con bác ruột này, có em con dì ruột. Và có cả một cậu em làm chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên tình nguyện của khoa quản lý văn hóa. Là những đời sau, ngày xưa là em đời đầu, là những cái bậc tiền bối của các bạn. Thì hôm nay cũng đến để động viên tinh thần cho em. Tại vì là bị ế quá lâu rồi nên mọi người cũng mong là anh sớm lập gia đình. Rồi, mời đại diện gia đình nhà trai. Em xin được chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh. Em nghĩ là giữa anh Đạt và chị Loan rất là phù hợp với nhau. Như những gì mà chị Loan mong muốn về một người đàn ông, về một con trai thì anh Đạt thì rất có ý chí từ ngày thời của sinh viên rồi. Cho đến bây giờ là anh luôn luôn là một cái hình mẫu lý tưởng cho các em ở trường hiện tại noi theo. Và cũng như là có một cái sự chân thành. Và em thấy là cũng khá là phù hợp với anh Tiến Đạt. Thì em mong là sau khi mà hai người mở chiếc cái xe hoa kia lên thì có thể tiến sâu hơn với nhau. Và em mong là sẽ được ăn kẹo của anh Đạt sớm bởi vì em đợi ngày này lâu lắm rồi. Cảm ơn trai. Đạt rất là cảm động luôn đó. Khóc luôn đó. Ồ, vậy bảo hả? Là mình khóc luôn đấy. Sao vậy, hạnh phúc quá đúng không? Thấy gia đình hỗ trợ động viên mình nhiều đúng không em? Tại vì nào
Em rất bất ngờ thì bây giờ khi mà mời mọi người đến để cổ vũ cho em, mọi người rất nhiệt tình đến. Tức là mọi người quý mình đúng không? Rất là thương mình, quý mình. Mình nghe được những cái lời rất là thật, mà những cái lời chưa bao giờ mình được nghe đúng không? Hãy ngăn ngò dòng nước mắt cảm động lại. Chúng ta hãy gặp nhau, có thể để cảm nhận tiếp. Biết đâu chúng ta lại rơi nước mắt vì hạnh phúc thì sao? Ừ, đúng rồi. Nào. Chuẩn bị mở rào để những giọt nước mắt đó cho bạn Loan nhìn cũng được mà Đạt. Em khá là run. Không có run. Hơi bình tĩnh. Nãy mở cho lúc Đạt đang khóc đó để Loan nhìn thấy thương lắm. Ủa anh ấy đã khóc hả? Cô kia là có cá tính đó nha, ít khóc đấy. Wow. Em chào anh. Anh có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Em tặng. Đã cao còn mang guốc cao nữa, thành ra quá cao. Em tặng anh cây xương rồng ý nghĩa. Cây xương rồng khi nó đứng một mình hay là nó đứng cùng những cây khác thì nó đều rất là mạnh mẽ. Nó có, và cái này nó là hình cái móng rồng để tượng trưng cho sự mạnh mẽ của người đàn ông. Và okay. Em chúc anh cảm thấy tìm được một cái ý nghĩa gì đấy khi nhìn cái chậu cây này. Anh cảm ơn. Rồi mình mở cái quà của Đạt ra luôn đi. Quà em. Của anh gửi tặng em đấy là một bộ chăm sóc tóc. Cái sản phẩm nó rất là ý nghĩa với các công việc của anh. Dạ. Yeah. Wow. Tất cả những cái sản phẩm này cộng cả cái lược massage này thì em mỗi lần là gội đầu xong dùng lược massage thì sẽ thấy sảng khoái. Cảm ơn anh Đạt rất nhiều, em rất thích. Giờ hai bạn ngồi nói chuyện với nhau đi. Mấy chục năm trong cuộc đời chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt đó. Cảm nhận về nhau đi. Cho em hỏi là anh đang sống và làm việc ở đâu ạ? Anh đang sống và làm việc tại Hà Nội. Trước đây em học ở Hà Nội, em học ngoại thương Hà Nội, tức là ngành kinh tế. Sau đó em vào đây làm việc 3 năm, từ bé là em đã định hướng vào Sài Gòn rồi. 2017 thì em lại chuyển ra Hà Nội vì một cái lý do gia đình thôi. Và năm nay thì em quyết định quay trở lại được 6 tháng và định hướng của em sẽ là ở Sài Gòn. Thực ra ấy, thì anh đi vào Nam ra Bắc rất là nhiều. Yeah. Và anh thấy là anh phù hợp ở ngoài Bắc hơn. Tại vì ở nơi đó thì anh đã đi lên học tập và công tác ở đó suốt 16 năm rồi. Và anh thấy là cái môi trường đấy mình phát huy được cái khả năng của mình. Và nó cũng thấy cuộc sống nó chậm rãi và dễ sống hơn. Có nghĩa là anh sẽ không có ý định là sẽ vào trong miền Nam sinh sống. Vì là sự nghiệp của mình ở ngoài kia đúng không ạ? Anh thấy là bố mẹ anh thì già và mình cần phải có cái trách nhiệm nó cao hơn để thay thế những anh chị đang rất là nhiều việc. Dạ em hiểu. Nói chung đối với em là chữ hiếu là quan trọng nhất. Em thì định hướng em sẽ ở Sài Gòn. Thực ra cũng không có lý do gì lớn lắm về công việc thì em có thể phát triển ở miền Bắc hay miền Nam đều được. Nhưng mà em cảm thấy mình sống happy hơn, vui vẻ và tận hưởng hơn khi mình ở đây. Tính cách của em khá là hướng ngoại và có ít nhiều điểm giống như một cô gái Tây á, về không có vì một cái điều gì đó mà mình giấu cái cảm nhận thực của mình ra cả. Thì khi sống ở Sài Gòn thì em không cần phải nghĩ đến những cái điều đó. Em nghĩ gì và em cho rằng điều gì là đúng thì em sẽ thể hiện nó, miễn là nó là đúng đắn và tốt. Em dùng cái từ là em tận hưởng được nhiều hơn cuộc sống của em khi em ở Sài Gòn á, từng ngày, những ngày bình thường. Còn nó cũng có những cái trở ngại khi mà em về Đà Bắc để thăm bố mẹ thì cũng khá là khó. Thế là hiện tại bố mẹ em đang ở Hà Nội? Vâng, bố mẹ đi đi về về giữa Hà Nội và Nghệ An. Thôi mình bỏ qua đi nha. Anh hỏi trước đi. Em muốn lập gia đình từ năm 2017, nhưng tại sao đến bây giờ mà em lại chưa lập gia đình? Vì em chưa cảm thấy tìm được đúng người. Có phải là em quá khó tính không? Không. Em không có mong tìm một người đàn ông mạnh mẽ hơn mình để mình dựa vào hay gì cả. Nhưng mà em cần một người đàn ông để mình ngưỡng mộ, để mình sống cùng họ hàng ngày. Thì vậy thôi, tức là giá trị về tinh thần. Như em, anh nói người đàn ông này còn cả một cái chuỗi tóc ở Hà Nội, bây giờ nấy có cả tiệm tóc ở Thành phố Hồ Chí Minh nữa đó. Bây giờ nấy chưa kể đấy, anh có cơ sở trong Thành phố Hồ Chí Minh luôn đấy. Anh có quan điểm gì về tình yêu hôn nhân gia đình không? Ví dụ như bây giờ người ta đang hỏi rất nhiều về cái chuyện sống thử ấy, thì anh nghĩ sao? Thì anh nghĩ là cái việc sống thử ở bây giờ thì nó cũng không phải quá gì khắt khe cả. Yeah. Với những người mà quan niệm như em ấy, thì người ta sẽ hạn chế ít dần đi. Em cứ hiểu, ví dụ như là ngày xưa mà ai mà có bầu mà trước khi cưới thì cả làng cả xã người ta đồn ầm lên là cô này là không có chính chuyên, mà ai lại đi ăn kem trước cổng như vậy thứ. Nhưng bây giờ ấy, là những người nào mà có bầu trước là bố mẹ phụ huynh tất cả mọi người đều mừng, đón về cái là được trâu đón nghe luôn đấy. Là người ta nghĩ thoáng rồi, ngay cả nông thôn thôi
Đấy, nên là anh nghĩ là em hãy thoáng hơn một chút trong qua tình yêu. Bây giờ thế này, em trai, thời gian không có nhiều đâu. Em bước tới nắm tay cô gái và có thể hát một bài nào đó tặng cô gái và nói lên tâm tư, những cái gì suy nghĩ trong lòng mình với cô gái. Mời em. Ok. Anh còn son, em cũng còn son. Anh về thưa với mẹ cha để đôi ta được làm con một nhà, để đôi ta được thành thân vợ chồng. Trở về vị trí các bạn. Dạ. Yeah. Nếu các bạn thật sự rung động và xem đây là một nửa mảnh ghép của mình thì đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó, không chờ đợi gì cả. Em nói là em sẽ có theo chồng ra ngoài Hà Nội không, hay là bắt chồng phải vào trong Nam? Em mới trở lại được 6 tháng. Em đã ra vào 2 lần rồi nên em không muốn. Em sẽ ở lại đây. Rồi, thôi thì 1, 2 và 3. Hết thời gian. Cả hai không bấm. Một cô gái cá tính, một chàng trai cũng cá tính. Em có thể, chúng ta có thể là những người bạn. Yeah. Anh nghĩ rằng là không có gì nó hoàn chỉnh cả. Chúng ta suy nghĩ như thế, nhưng khi có tình yêu rồi, không ngại đường xa, có thể thay đổi cuộc sống, tất cả mọi thứ. Thế anh nghĩ chàng trai cũng đừng cứng nhắc trong câu chuyện đó nữa. Bởi tôi biết bạn ra vào thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là dễ. Và cô gái cũng có thể ra Hà Nội nếu như chúng ta yêu nhau, hạnh phúc bên nhau. Đừng cứng nhắc trong tình yêu các bạn nhé. Tôi chỉ có đơn giản một câu như thế thôi. Đừng cứng nhắc trong tình yêu, hãy cho mình một cơ hội. Rồi, đó là quyết định các bạn. Tôi tôn trọng điều đó. Vâng, thì Vân nghĩ hai bạn này có một cái chọn lựa như thế là chính xác thực sự đối với hai bạn. Bởi vì Vân biết bạn Đạt, sự nghiệp của bạn Đạt, công việc của bạn Đạt ở ngoài Bắc rất là thuận lợi. Bạn Loan ở đây cũng vậy. Khi mà bạn nói cái câu này, khi mà bạn sống ở trong Nam, bạn được sống tận hưởng nhiều hơn và sống hết với cái tính cách của bạn. Bởi vì người miền Nam là có làm sao nói vậy người ơi. Đó là cho chính nên... cái cơ hội mà các bạn đã mất đi. Tại sao chúng ta không xử lý mềm dẻo chút xíu? Chúng ta hãy tạo cho nhau cơ hội đi. Biết đâu được, cái gì cũng thể thay đổi cả. Trên trái đất này không có gì là không thể thay đổi cả. Nhưng mà vấn đề ở đây là hai tính cách đó là các bạn sẽ khác nhau. Thành ra là hai bạn giải quyết như vừa rồi tôi thấy là hoàn toàn chính xác. Và Loan rất là cởi mở tôi luôn. Tôi lại khác như bà mối, tôi thấy không chính xác. Em chỉ thấy tiếc là tại sao em không có gặp anh ở Hà Nội nhỉ? Vì em đi khắp nơi ở Hà Nội. Rất ra tại sao các bạn không bấm với nhau? 38 Nguyễn Hồng thì gần Đại học Ngoại Thương, rất gần Đại học Ngoại Thương. Em làm việc ở Vincom Nguyễn Chí Thanh suốt hơn 2 năm. Không nói chuyện nữa. Chúng tôi không cho nói chuyện với nhau nữa. Em rất hay đi mua đồ. Không cho nói chuyện nhau nữa. Thế mới nuối tiếc. Các bạn rất hợp với nhau, nhưng tại sao không cho nhau một cơ hội lại cứng nhắc trong tình yêu như thế? Tôi sẽ là người đứng ở giữa đây không cho các bạn nói chuyện nữa. Tôi tiếc cho hai bạn lắm. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Đây là những món quà chúng tôi gửi tặng các bạn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Mỗi người đi một đường đi. Hai người không đi chung một đường được rồi. Nào em gái, đi bên kia. Của nã nhiều quá, đây. Ngoài ra thì con rất là coi trọng thời gian, con không thích giờ dây thun. Con coi trọng chữ tín nhất là trong chuyện tình cảm. Con muốn người bạn gái của mình như thế nào? Dạ, cao, ngoan ngoãn, tính tình cũng vui vẻ. Đang nó chỉ chủ động một xíu, tại con nhát lắm. Nhát lắm hả? Như vậy chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên. Tình yêu có thể chúng ta sẽ thay đổi bằng nhiều cách. Tình yêu là một phép màu, tình yêu là rất là nhiều màu sắc. Chúng ta có thể xử lý bất kỳ trong tình huống nào nếu thật sự chúng ta có cảm xúc với nhau. Thôi,
Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau nhé. Sau đi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy gặp gỡ ngay và liền cặp đôi thứ nhì. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Đây, chào em trai. Ngồi đi em. Bây giờ có hai bạn trên sân khấu rồi, chúng ta cùng giao lưu với nhau nha. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình coi nào. Dạ, đầu tiên cho con xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, bạn em bên kia và toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tên con là Mai Lộc Xuân, năm nay con 24 tuổi, quê con ở Đồng Nai. Hiện con đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Con công tác trong một phòng khám đa khoa với chuyên ngành bệnh lý trị liệu phục hồi chức năng ạ. Vậy đó hả? Rồi, Xuân là Xuân ở Đồng Nai là ở huyện nào Xuân? Dạ, con ở huyện Thống Nhất chú ơi. Thống Nhất. Mời nhà trai. Dạ, anh chào chú Quỳnh Linh, cô Hồng Vân. Chào bạn con. Gái, con tên là Long. Năm nay con 26. Long? Dạ, Huỳnh Minh Long. Huỳnh Minh Long. Dạ, năm nay con 26 tuổi. Con quê con An Giang, con đang làm việc ở Sài Gòn. Con công việc của con là làm lễ tân kim thu ngân của một cơ sở massage chăm sóc sức khỏe nam. Rồi. Con nói cho bạn bên kia biết cái điểm mạnh và điểm yếu của con đi. Mọi người xung quanh nhận xét về con là một người khá là hoạt ngôn, vui vẻ, hòa đồng, ham học hỏi. Con cũng ưa sự sạch sẽ nữa. Ngoài ra thì con rất là coi trọng thời gian, con không thích giờ dây thun. Con coi trọng chủ tín nhất là trong chuyện tình cảm. Con còn thích nấu ăn, thích hát, thích đi du lịch. Với lại thích ngắm trai xinh, gái đẹp nữa con. Tính tình rất là cởi mở. Đó là cái đặc tính của bạn này. Mời bạn Nam. Dạ, con thì con cũng biết nấu ăn. Con cũng thích đi du lịch nữa. Con ưu điểm là không có hút thuốc. Nhược điểm con là ít nói chuyện. Con có cách nói chuyện. Con làm thu ngân chứ thu tiền thôi mà, đâu cần nói chuyện với ai. Vô là thu thôi đúng không? Dạ. Ở đó con học cái gì con? Dạ, con trước con cũng học ngành y. Học hành y luôn hả? Dạ. Con có nhược điểm gì không? Nhược điểm con là ít nói á. Con không biết cách nói chuyện. Đã nói rồi, thu tiền cần gì nói. Đó cũng phải là nhược điểm đâu. Bây giờ nè, mình nói chút xíu được tình duyên cho đàn gái nghe coi. Có mấy mối tình nào nè? Con thì hai mối tình thôi. Trước hồi cấp 3 quen cũng lớp 12 thôi. Sau lớp 12 rồi thì mình ai đi học, đường ai đi đi. Rồi, mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì sau khi con đi bộ đội về thì con quen được có khoảng 1 năm trời. Con có đi bộ đội nữa hả? Dạ, con có đi nghĩa vụ về. Qua môi trường là rèn luyện nữa ha. Dạ. Bản lĩnh rồi đó. Đúng rồi, là thấy có thiện cảm rồi đó. Rồi từ lúc mà chia tay mối tình đó có năm tới giờ bao nhiêu năm là chưa có người yêu? Dạ chắc khoảng 4 năm. 4 năm nay ở không đó. Giới thiệu đàn gái vậy đó. 4 năm ở không, còn mình sao này nói luôn con. Mấy mối tình? Dạ con trải qua 3 mối tình. Mối tình thứ nhất thì là thời cấp 3, thời học sinh thôi cô. Mối tình thứ hai thì kéo dài hơn 3 năm, hồi đó con là sinh viên. Thì sao? Tại vì là có nhiều quan điểm sống khác nhau quá nên thôi tụi con dừng lại. Mối tình thứ ba thì chị làm quen anh đó được, tìm hiểu được 2 tháng thì không cùng tôn giáo nên tụi con cũng dừng lại cô. Cái đến đây thì cũng hơn 2 năm rồi. 24 tuổi mà nó có sơ 3 mối rồi ha. Khá dữ luôn á. Không, chỉ có một cái mối tình chào giữa cưng. Chào cưng. Một tình giữa là có thể coi là mối tình thôi, không có gì cả. Đẹp trai mà. Đẹp trai trời mà. Ơi. Thì tôi có nói gì đâu. Người mẫu đó. Ủa cái ông mối này ông bị cái bệnh gì nha, giống không. Như là có tật rụt rịch hay sao. Giới thiệu đàn trai mà. Bên đây ai cũng đẹp hết. Con muốn cái người bạn gái của mình như thế nào? Dạ cao, ngoan ngoãn, tính tình cũng vui vẻ. Đây nó kiểu như chủ động một xíu tại con nhát lắm. Nhát lắm hả? Bây giờ muốn bạn gái chủ động phải không? Khó nha. Mình trai phải chủ động chứ ai bắt gái chủ động. Đúng rồi đó, chú Linh nói đúng đó con. Dạ. Nhát. Nhưng mà khi mà mình yêu rồi là mình phải quyết đoán, mình phải chủ động, mình phải tấn công chứ con. Dạ. Rồi những cái mà con mong muốn ở bạn gái á, thì cô nghĩ là bên nhà gái của cô là đủ, thậm chí là dư nữa đó con. Trời ơi, cô nhà gái coi. Cô rất là chảnh, cô rất là tự tin vào cái nhà điều mà tôi có sói ca chứ bộ vợ. Ủa tôi không hề nói cái gì, bên anh không sói ca, tôi chưa nói một cái gì luôn anh xui. Tôi nhà thích nhà trai rồi đó, nhà trai tôi là ngon à. Chú mời chú gặp nhà gái dạ. Để coi sao. Chào chú. Trời đất ơi. Đứng hình liền thấy không? Sao nó xinh dễ thương dữ trời. Đó, đứng hình liền. Được, nhà gái cũng được à. Trắng như bông bưởi. Chịu, nhà trai chịu rồi. Trời ơi, tụi nó trai tài gái sắc á. Được rồi con. Con muốn người yêu của con với một mẫu hình lý tưởng như thế nào?
Dạ, đầu tiên thì ngoại hình ưa nhìn được chú, tầm khoảng cao khoảng tầm 1m68 trở lên là được. Chà, ngon. 1m78 được không? Quá ưa nhìn, cao hơn. Quá, con sợ không bơi tới. Về tính tình thì hòa đồng, sống tình cảm, trầm tính một tí. Quá trầm rồi đó con. Dạ. Ít nói mà. Trầm dạ, quá trầm phải luôn. Phải có tinh thần cầu tiến, không vũ phu, không gia trưởng. Chắc chắn là không vũ phu rồi. Dạ, hồi nãy anh có nói là không hút thuốc rồi. Dạ, với lại là phải biết quan tâm, chia sẻ. Có quan tâm không con? Có cái này là chưa biết nè. Dạ, cũng có chứ con. Có phải không? Dạ. Đó. Bên nhà gái ta mong muốn vậy đó. Bên nhà trai tôi có hết á. Nói chung nhà trai tôi gì cũng có hết trơn á. Thì bây giờ hỏi gia đình đi. Hỏi gia đình đi coi sao. Cái sao con đi với ai? Dạ, con đi với gia đình con, ba mẹ với vợ chồng chị gái. À, có ba mẹ nữa. Trời rồi, ơi, mời ba mẹ cho ý kiến. Chú sinh gái xong mà sinh dữ vậy không biết. Hai ba. Xin giống mẹ ông Quỳnh Linh. Mẹ. Mẹ nhỏ chắc xinh lắm ha. Trước hết em xin chào chị Hồng Vân và anh Quỳnh Linh. À, xin chào đại diện nhà gái. Và chào mọi người trong khán đài hôm nay. Em là tự giới thiệu em là mẹ của Mai Lục Xuân. Nói chung là mẹ cũng nhận định thì bạn trai này cũng được. Tùy con quyết định cho nhau một cơ hội hẹn hò rồi mình sẽ tìm hiểu thêm. Hãy được thì tiến tới hôn nhân. Nhưng mà em xin muốn hỏi bạn trai tí. Thế con nhà con ở đâu? Dạ, nhà con ở quê con An Giang. An Giang hả? An Giang. Miền Tây đó. An Giang. Đây, rể của cô Kiên Giang đây. À, có người rể cũng Kiên Giang, Kiên rồi Giang. Giờ đây. Mốt là người rể An Giang nữa. Vậy thì cô muốn hỏi là gia đình con cũng vẫn còn ở dưới Kiên đó hả? Dạ. À, con chỉ lên đây con làm thôi gì? Dạ vâng, con mới lên Sài Gòn làm. À vậy hả? Ờ, dạ. Còn lại thì hai con quyết định. Dạ, xin cảm ơn nhà gái. À, con đi với ai? Dạ con đi với bác với em gái ruột của con. Chào chị. Chào gia đình họ nhà trai. Mời đại diện nhà trai. Em xin chào chị Hồng Vân và Huỳnh Linh. Cũng xin chào các vị khán giả. Em là bác của Huỳnh Long. À, thấy em gái này cũng dễ thương. Thì, quá dễ thương luôn. Bác thấy là cũng được đó. Thì mong là hai cháu gặp nhau rồi cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn nhà trai. Bây giờ mở rào cho hai bên tâm đúng sự rồi. Đi nha. Đúng rồi, trai xinh gái đẹp nó gặp nhau rồi trên đó. Mở rào. Bắt đầu đi nha. Công lệnh. Chào em. Công lệnh. Đây là con quà em tặng em. Dạ, em cảm ơn em tặng anh. Cây này thì em trồng lâu rồi. Từ hồi nó dày nè, giờ nó to như vậy rồi. Từ hồi nó nhỏ như vậy. Cũng lâu rồi anh, hơn một năm rồi. À, người ta nói á, là sen đá rất là khó chăm. Nhưng em nghĩ vậy, em nghĩ là quan trọng là cái người tấm lòng của người đó thôi. Giống như là việc người đàn ông họ đối xử với người phụ nữ của họ vậy đó. Chỉ cần sự chân thành thôi. Người phụ nữ có độc lập tới đâu, có mạnh mẽ tới đâu thì cũng cần điểm tựa. Anh hiểu ha. Dạ. Rồi, hai đứa trò chuyện đi con. Cho anh hỏi trước, em hiện tại đang làm ở đâu? Dạ, em làm tại một phòng khám ở Đồng Nai luôn anh. Ở Đồng Nai hả? Dạ. Xa đúng không? Dạ, với lại em cũng thấy anh hơi xa. Đúng rồi, đang làm ở Sài Gòn. Tại vì chị em lấy chồng xa rồi nên em cũng muốn lấy chồng gần gần xíu. Hai đứa hay dọn về làm chung nghề luôn đi. Đúng rồi, không phải chung, tức là hoặc là đứa này qua chỗ này đúng hoặc rồi. Là đứa này qua chỗ đó. Chính rồi xác đó, luôn vậy đó. Luôn. Chắc hai đứa hợp đó. Để em tìm việc Đồng Nai qua đó làm. Đúng rồi. Ủa học ngành y là học gì rồi con? Dạ con học y đa khoa. Y đa khoa hả? Dạ. Bà chú Linh là có bạn mà bạn thứ dữ ở Biên Hòa luôn. Nếu cần là chú Linh xin việc giùm luôn. Xin cái gì cũng được thân hết trơn con. Thân mà thân dữ dằn á. Rồi bị thân luôn á. Dạ. Rồi bây giờ mình cứ tính chuyện đó đi, còn chuyện kia chú lo. Dạ. Đúng rồi. Lo bằng bạc yêu đương khi mà về chung một nhà đi. Còn cái chuyện không gian địa lý để chú Linh tính cho. Dạ. Khi nào mà quen em cảm thấy mà mình kết hôn được á. Với em thì thời gian không quan trọng, quan trọng là tình yêu đủ lớn, đúng người đúng thời điểm thôi anh. Anh thì nghĩ nếu mà mình có quen nhau á thì chắc trong vòng năm sau. Năm sau hả anh? Thì giờ cũng cuối năm rồi. Không, anh cũng lớn rồi mà. Anh 27 tuổi, 26, năm sau là 27 là lấy vợ được rồi. Nôn quá hả đâu, con? Nôn quá. Đàn ông 30 tuổi vẫn chưa gọi là ế mà anh. Không, tại vì nhà anh cũng có mình anh á. Mà ba mẹ thì nhà cũng mong có cháu á. Anh là con một hả? Đúng rồi. Rồi nếu như mà anh lập gia đình thì sẽ về đó ở luôn hay sao anh? Tại vì anh là con một mà. Đúng rồi. Sao ba mẹ hả? Tại vì thật là em không thích lấy chồng xa. Tại vì là em say xe nữa nên nó xa quá nên em cũng sợ nữa.
Tại sao hai đứa không nghĩ rằng chúng ta lập nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh hay lập nghiệp ở Đồng Nai gì đó? Bây giờ tương lai vẫn còn dài. Sau này mình lập nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, mình có thể đưa ba mẹ lên, rồi biết đâu mình mua hai ba cái nhà, ba mẹ chồng bên, ba mẹ vợ bên. Trời ơi, tính con vậy chứ nó. Dạ, nếu được vậy thì tốt quá ha. Ừ. Em hỏi anh là người ta nói là nóng giận á là một bản năng. Đúng nhưng rồi. Mà biết kiềm chế nó là bản lĩnh, thì anh đúng có bản lĩnh đâu? Bản lĩnh của anh là anh mà nóng giận là anh không có thích cãi nhiều á, anh đi không à? Anh đi hả? Không tại không có làm lớn chuyện lên á. Nhưng giận mà quá, nếu giận như mà cãi đi thì anh cứ bỏ đi, vậy người ta nghĩ anh không tôn trọng người ta thì sao? Hết giận thì về nói chuyện sau chứ quá trời bùng vậy nổ. Thường thường nếu như vậy thì anh đi đâu? Thì anh đi uống cà phê rồi đi dạo, anh thích đi dạo lắm. Đi dạo mình nên khuây khỏa tí rồi anh đi về. À, bây giờ con đứng lên con nắm tay bạn gái, con giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Nắm hai tay bạn gái, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Dạ. Xin phép nắm tay em nha. Thật sự nói từ nãy giờ thì anh cũng thích em rồi. Nếu mà có cơ hội thì mình cho nhau để mình tìm hiểu sau này, còn vấn đề đó thì từ sau này tính đi ha. Bên đây còn quá sớm mà. Em thấy sao? Em thấy xa quá. Thì xa từ từ là gần thôi. Ông bạn trai nói đúng đó con. Nói chung là giờ tụi con còn quá trẻ để mà mọi thứ nó còn ở phía trước, cho nên con đừng có sợ gì cả. Trước mắt là tụi con tận hưởng cái cảm xúc mà mình đang có đi. Thực sự nếu mà không thấy rung động thì thôi. Còn nếu mà thấy rung động thì cứ cho nhau cơ hội thôi con. Dạ. Em suy nghĩ đi. Dạ. Rồi, về vị trí chúng ta chuẩn bị bấm nút thôi các bạn. Nãy giờ chúng ta có thể chuyện vui chút xíu, nhưng bây giờ chúng ta cần lắng lòng mình lại, nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình đi. Nếu thật sự các bạn rung động thì các bạn hãy bấm nút. Còn chưa rung động con tim thì không cần phải bấm nút. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ trái tim của mình các bạn nha. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng, chúc mừng. Như vậy là ta đã cho nhau cơ hội rồi đó. Cứ phải mạnh dạn lên vậy đó con. Bây giờ nói gì với hai bác đi, cho hai bác yên tâm để có thể cho tụi con hẹn hò với nhau đó. Dạ. Thì trước mắt thì đã bấm nút rồi, con cũng chân thành quen hai bác, quen con hai bác. Rồi con sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để nói Xuân. Chuyện và quan tâm bé nhiều hơn để bé Xuân hiểu con. Dạ. Bé Xuân. Thì bé Xuân. Đó, rồi bây giờ con xin phép Mai Lộc Xuân bật một nụ hôn. Không, không, chương trình không có hôn tay con ơi. Hôn ở đây nè. Đó, hôn ở gò má của bạn. Anh xin phép cho anh hôn gò má em một cái nha. Ừ, à. Dễ thương tuyệt chứ. Thôi, như vậy là cũng tốt rồi. Đây là cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau, biết đâu chúng ta sẽ tiến xa hơn. Đây là những món quà dành cho các em. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Hy vọng rằng hai đứa sẽ thành đôi. Đẹp đôi lắm đó mẹ. Cảm ơn chú. Ok. Rồi đây, đi xuống đây nha. Tụi con đi xuống đây. Đó. Chào ba mẹ. Đó, chào ba mẹ. Chào hai bác đi. Đây, chào bác. Rồi đi luôn nè, đó. Họ còn quá trẻ, tương lai còn rất dài, rất xa. Hy vọng rằng họ sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa để đi xa hơn đến với con đường hạnh phúc. Cuối cùng thì tôi chỉ mong rằng tình yêu sẽ sớm đến với những cặp đôi. Cho dù có bấm nút hay là không bấm nút, hẹn hò là phải có cảm xúc. Có cảm xúc thì chúng ta bấm nút, còn không cảm xúc thì không cần bấm nút. Đó là những gì chúng tôi muốn trao đổi tất cả quý vị các bạn. Cảm ơn quý vị các bạn tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây.
Cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Còn bây giờ Hồng Vân và Quỳ Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Giờ coi cái điểm này mà ra với không gọn gàng ở dơ mà không gọn gàng nó còn mệt dữ nữa, với nóng tính ở dơ không gọn gàng ta nói cái nóng tính cái là ta. Thực sự thì em cũng đã từng ly hôn rồi ạ. Ồ, tức là ly hôn bao lâu rồi? Dạ được 2 năm rồi ạ. Đàn ông để tóc như thế nào không? Dạ gọn gàng là được thôi. Tóc gọn ha. Dạ. Này quá gọn rồi. Tóc trắng ngay trán không? Tóc giống tóc chú Quyền Linh đó con. Ra đây, đi ra đây nè. Tóc này giống tóc tôi. Chào chú. Chào con. Con có thích cái tóc mà mái chấn thích vậy không? Thích tóc chú không? Hôm qua là chú lấy cái rổ á con, chú úp lên. Tóc anh đây cũng ngang vậy đó. Chương trình được phát sóng vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.